Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa người thành công trong đầu tư và người thất bại nặng nề trong đầu tư không phải là trí tuệ, không phải là nhiều tiền hay ít tiền, mà đó chính là sự lựa chọn. Chọn đúng thì thành công, chọn sai thì thất bại nặng nề. Chọn nhiều lần sai thì không những thất bại nặng nề mà bàn tay ta còn làm nên gánh nợ. Thường xuyên chọn đúng với biên lợi nhuận vừa phải, biết cách bỏ qua những cơ hội không thực sự gọi là tiềm năng cũng như rủi ro tiềm ẩn quá nhiều thì chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến những thất bại nặng nề. Trong đầu tư nhiều bạn hỏi Thắng là cái nào quan trọng nhất, cái gì quan trọng nhất trong đầu tư, cái nào là chìa khóa quan trọng trong đầu tư. Hỏi đúng khó thật, hỏi kiểu cái gì quan trọng nhất, mà cái gì là chìa khóa, cái nào là chiến thắng, quá khó luôn, quá khó luôn. Nhưng mà có một cái sự thật đó là anh chị và các bạn phải phải hiểu thế này này. Chúng ta là ai khi tham gia thị trường tài chính? Chúng ta là ai khi bước chân vào thị trường chứng khoán? Chúng ta đứng ở vị thế nào khi chúng ta đầu tư bất động sản, khi chúng ta đầu tư chứng khoán? Nếu chúng ta là nhân viên cho một tổ chức hoặc đại diện cho một tổ chức, một quỹ đầu tư thì cái chìa khóa nó là cái tôn chỉ của quỹ, nó là quy tắc vận hành của quỹ, nó là cách thức, phương pháp để chúng ta quản lý quỹ nó có hiệu quả theo cách của quỹ muốn. Vậy nếu như chúng ta tham gia thị trường chứng khoán, tham gia các lĩnh vực đầu tư như là một người tạo lập nên cái cuộc chơi, là ông chủ một doanh nghiệp, là một nhóm đầu tư, nói đúng hơn là một nhóm đầu cơ đi mua các cái sản phẩm bất động sản hay các cái sản phẩm chứng khoán trên sàn, sau đấy chờ cơ hội tăng giá để bán lại trong ngắn hạn, thì tôn chỉ tức là một bản kế hoạch để tìm cách bán lại cho người khác những sản phẩm của mình giá cao hơn để thu được hoa lợi bất chấp. Còn nếu như anh chị và các bạn tham gia trong lĩnh vực đầu tư như một nhà đầu tư không chuyên, một người ít tiền, hay có thể nói là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì cái chìa khóa để anh chị và các bạn có thể thành công được, có thể gặt hái được hoa lợi, có thể tạo nên những điều khác biệt, chính là sự lựa chọn. Tại sao nó lại là sự lựa chọn anh chị và các bạn? Tại vì nếu chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta là những người đầu tư có ít tiền, chúng ta là những người không chuyên nghiệp, thì chúng ta không có bất kỳ một lợi thế nào để cạnh tranh với những người còn lại, những thành phần còn lại trong thị trường. Mà vì chúng ta không có lợi thế cạnh tranh nào cả thì lợi thế duy nhất của chúng ta đó là quyền quyết định, hay nó nói một cách khác đó là sự lựa chọn. Chúng ta có quyền chọn đứng ngoài hoặc là giao dịch. Chúng ta có quyền chọn góp vốn để đầu tư hoặc là không góp vốn để đầu tư. Chúng ta có quyền chọn rút vốn đầu tư hoặc là tiếp tục đầu tư. Chúng ta có quyền chọn không phải là cổ phiếu A mà là cổ phiếu B, không phải là cổ phiếu B mà là cổ phiếu C. Và đó chính là lợi thế duy nhất
mà chúng ta có. Một điều nữa, đó chính là chúng ta không có bất kỳ một áp lực nào trong cái quá trình giải ngân cũng như là quản lý cái đồng tiền của cá nhân mình. Chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định cho cái số phận của đồng tiền của mình, có quyền quyết định cho nó nghỉ ngơi trong ngân hàng. Chúng ta có quyền quyết định cho cái đồng tiền của mình vào thị trường vàng, mua vàng miếng đem về nhà cất. Và chúng ta lại càng có rất nhiều cái quyền trong việc có quyết định tham gia đầu tư chứng khoán hay không, hay chỉ tham gia đầu tư bất động sản, một cái phần việc mà chúng ta đã rất chuyên hoặc là đã có nhiều kinh nghiệm trước đó trong việc mua nhà để sử dụng, cũng như đã từng mua vài ba cái sản phẩm bất động sản cho người thân quen của mình. Vậy thì mọi các cái hoạt động đầu tư, mọi cái kênh đầu tư ở ngoài kia, nó là các sản phẩm để cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta có quyền chọn hoặc không. Chúng ta không nhất thiết luôn luôn có mặt trong thị trường ở bất kỳ một kênh đầu tư nào. Chúng ta chỉ làm những thứ chúng ta là lợi thế của riêng mình. Điều quan trọng hơn hết, nó khác biệt hoàn toàn so với các lĩnh vực gọi là đầu tư kinh doanh các cái hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu ở bên ngoài, cũng như làm doanh nghiệp hay là làm những cái phần việc khác. Đó chính là chúng ta được biết rằng chúng ta nên làm thử nghiệm, tiếp tục sai, làm lại, tiếp tục sai, làm lại để lấy kinh nghiệm. Đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta đang có ý định làm một cái quán, thì chúng ta sẽ không có thể nào là tính hết một cách 100% để rằng chúng ta mở quán là thành công. Vì vậy khi chúng ta có ý tưởng, có niềm đam mê, chúng ta nên làm quán. Làm không được, làm sai, làm chưa được, tiếp tục cải tiến, làm lại, làm tốt hơn. Chúng ta có ý định mở một công ty, một doanh nghiệp nào đó. Chúng ta có ý định rằng là chúng ta định tính xây dựng startup, tức là một cái khởi nghiệp cụ thể nào đó trên cái đồng vốn của mình. Thì chúng ta hoàn toàn bắt tay vào công việc, làm, học hỏi những kinh nghiệm trong quá trình làm, sau đó làm lại, sau đó tiếp tục cải tiến và làm lại. Làm nhiều thì chúng ta sẽ thành công. Tuy vậy, chúng ta chỉ cần kiểm soát cái rủi ro liên quan đến việc đó là chúng ta mất tiền trong cái giới hạn cho phép để chúng ta tiếp tục duy trì cái việc hoạt động làm ăn kinh doanh, và chúng ta tính toán được chính xác số tiền chúng ta có thể chấp nhận được khi chúng ta gọi là làm đi làm lại nhiều lần trong các hoạt động kinh doanh. Nhưng trong lĩnh vực đầu tư tài chính thì điều đó là điều không thể. Lý do là bởi vì chúng ta góp vốn giao tiền gián tiếp cho người khác làm, nó gọi là đầu tư. Hoặc là chúng ta tham gia những cái gọi là quá trình gọi là mua ngắn, bán ngắn, giao dịch ngắn hạn đầu cơ, thì chúng ta luôn luôn có một cái tỷ lệ thất bại rất là cao. Và rõ ràng là nếu chúng ta thường xuyên làm đi làm lại nhiều lần như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn vốn để tiếp tục làm và duy trì cái hoạt động đầu tư của mình. Do đó chúng ta phải phát huy tối đa cái quyền lựa chọn của mình. Chúng ta lựa chọn càng đúng bao nhiêu, tỷ lệ xác suất thành công càng cao bấy nhiêu, tỷ lệ thua lỗ càng thấp bao nhiêu, số lần chúng ta thua lỗ càng ít bao nhiêu thì khả năng xác suất chúng ta thành công trong nghề càng cao lên bấy nhiêu. Đó chắc chắn là chìa khóa để thành công. Và chúng ta thường hay có một cái nó gọi là lỗi sai cơ bản trong hoạt động đầu tư. Đó là tất cả mọi cơ hội chúng ta đều muốn đó là cơ hội của mình. Tất cả mọi cơ hội chúng ta đều muốn đó là của mình. Cũng giống như một người đã ở độ tuổi trưởng thành, đã có người yêu hay là đã có gia đình, có vợ hoặc có chồng, nhưng luôn luôn thèm khát người hàng xóm. Đó là sai lầm cơ bản. Mặc dù đó là phần con trong mỗi người, chúng ta rõ ràng thấy người hàng xóm đẹp hơn, kiếm tiền giỏi hơn, thông minh hơn, hiền hòa hơn. Chúng ta hoàn toàn có cái tư duy tâm lý rằng là so sánh với những gì chúng ta đang có, và nó phát sinh cái vấn đề rằng chúng ta có biết hoặc là chúng ta thèm muốn hoặc là chúng ta muốn, nhưng về lý mà nói chúng ta chỉ có thể là một vợ một chồng chung thủy, hoặc là chúng ta chỉ có một cơ hội hiện đang có. Vì vậy khi chúng ta quyết định cưới vợ gả chồng,
chúng ta suy nghĩ đắn đo rất là nhiều. Ở người phụ nữ thì thường có một cái câu chuyện, đó là khi ra chợ mua một bó rau 15-20 nghìn thì đi qua rất nhiều cái hàng quán để trả giá. Trả giá đi, trả giá lại, trả giá lên, trả giá xuống, đặt bó rau lên, hạ bó rau xuống. Đó chính là sự lựa chọn. Nhưng khi tham gia trong lĩnh vực đầu tư tài chính, mua một miếng đất vài tỷ đồng, mua một lượng cổ phần nào đó có giá trị hàng vài tỷ đồng, thì chúng ta lại không phát huy được cái nó được gọi là cái gì ạ? Cái nó gọi là cái quyền lựa chọn của mình. Cái quyền lựa chọn của mình. Chúng ta không phát huy tối đa cái khả năng, cái quyền được lựa chọn của mình. Chúng ta đưa ra lựa chọn rất nhanh, thậm chí những quyết định của chúng ta nó chỉ xuất phát trong vòng vài phút đồng hồ khi mà nghe thấy một ai đó dí tai về cái cơ hội nào đó. Ở đây chúng ta phát huy tối đa cái phần con của mình, cái sự ham muốn về đồng tiền và cái khả năng sinh lời của đồng tiền. Chúng ta tham ở tất cả các cơ hội và chúng ta bỏ đi cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta, đó là quyền lựa chọn. Cách này cũng là một trong những cách mà các sàn giao dịch bất động sản hoặc là một số các cái sàn giao dịch, một số cái sản phẩm đấu giá nào đó, nó kéo tất cả mọi người vào, sau đó thúc đẩy động lực của mọi người và đẩy cái phần tôi của mỗi người lên cao đỉnh điểm để chúng ta ra quyết định ngay tại cái hội trường. Và khi chúng ta về tới nhà suy nghĩ rõ ràng vấn đề hơn thì cái kết là chúng ta đã mua rồi. Mà vì chúng ta đã đặt cọc mua rồi nên chúng ta tiếc và chúng ta đâm lao phải theo lao. Do đó trong các thương vụ đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản và các thương vụ khác, chúng ta cũng hoàn toàn đều xảy ra cái tình trạng tương tự như vậy. Và nó dẫn đến cái kết quả là chúng ta thường thất bại. Có một câu nói rất nổi tiếng, đó chính là chúng ta không cần phải đi quá nhanh. Chúng ta chỉ cần hạn chế tối đa việc chúng ta phải đi lùi. Hay nói cách khác là chúng ta đi chậm cũng được, chúng ta đầu tư lợi nhuận ít cũng được, nhưng mà chúng ta đừng sai lầm trong các lựa chọn của mình. Giảm thiểu tối đa các cái sai lầm trong các lựa chọn, đó là chìa khóa duy nhất đến ngày hôm nay. Thắng có thể chia sẻ với anh chị và các bạn về cái chìa khóa cho những người bán chuyên, không chuyên. Đó chính là giảm bớt các lòng tham. Nâng lên được thì hạ xuống được, mua được thì bán được. Có cơ hội đến rồi thì cũng có cơ hội đi, có cơ hội khác lại đến. Do đó chúng ta nên biết cách để bỏ qua các cơ hội. Hay nói cách khác, chúng ta nên lựa chọn, chọn lựa. Sự lựa chọn của chúng ta phải là tốt nhất, ít rủi ro nhất và nhiều tiềm năng nhất. Trên thị trường chứng khoán nó có hàng ngàn doanh nghiệp. Trong lĩnh vực bất động sản nó có hàng triệu sản phẩm. Chúng ta không mua ở dự án này thì mua ở dự án khác. Chúng ta không mua ở sản phẩm này thì chúng ta mua ở sản phẩm khác. Bất kỳ mọi sản phẩm đều tiềm ẩn những nguy cơ và luôn luôn sẵn lòng những cơ hội. Chúng ta không có cơ hội này sẽ có cơ hội khác. Chúng ta hãy tận dụng tối đa cái khả năng, cái số tiền, nó gọi là những cái số tiền nhỏ của mình, để chúng ta hoàn toàn có thể chọn được những cái cơ hội tốt nhất cho mình. Cũng giống như chúng ta phải dành thời gian để tìm hiểu người, gọi là cái người bạn đời của mình trong nhiều năm, rồi cuối cùng chúng ta mới ra cái quyết định, đó là cưới. Tất nhiên đôi lúc nó vẫn là những quyết định chưa thực sự tốt, nhưng phần lớn những cặp vợ chồng đã sống được với nhau, yêu thương nhau, có tình yêu với nhau thì về cơ bản có thời gian tìm hiểu đủ dài để đi đến hôn nhân. Và các quyết định đầu tư cũng vậy, nếu chúng ta không sẵn lòng chọn lựa, dành thời gian để chọn lựa thì chắc chắn rằng cái xác suất thất bại của chúng ta là rất cao, và từ đó chúng sẽ diễn ra dẫn đến những cái gọi là những cái hệ lụy phía sau khá là khó chịu. Giống như câu chuyện khi chúng ta có một chút tiền nhưng vì chúng ta chọn lựa không tốt, chúng ta mất hết tiền và chúng ta phải làm lại từ đầu. Cũng giống như 13 năm ở Sài Gòn, bắt đầu vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007 tới nay là 13 năm. Thắng đã trải qua 13 nghề khác nhau, nhưng trong số đó thì 12 nghề không đem lại hiệu quả gì cả. Duy có một nghề duy nhất, đó là đầu tư tài chính, tư vấn đầu tư tài chính, gắn bó và luôn giữ nó trong tim của mình, liên tục
kiên trì trong 12 năm trời, kể từ năm 2008, đầu năm 2009 đến nay, thì nó đem lại thành công tối đa nhất. Và đó cũng chính là một trong những cái lựa chọn đúng, lựa chọn phù hợp, gắn bó và bền bỉ với nó lâu dài mới đem lại được cái sự thành công. Sự khác biệt cơ bản nhất của những nhà đầu tư thành công và những nhà đầu tư thất bại, đó chính là sự chọn lựa và bền bỉ với sự chọn lựa đó. Kiên trì bền bỉ với sự chọn lựa. Chúng ta chọn lựa sai, chúng ta kiên trì với sự chọn lựa sai, chúng ta sẽ dẫn đến cái kết cục bi thảm. Chúng ta chọn lựa đúng, chúng ta chọn lựa đúng đam mê, chúng ta chọn lựa đúng sở thích của mình, kiên trì và bền vững với nó lâu dài sẽ đem lại kết quả. Chúng ta chọn lựa đúng khoản đầu tư, đó là khoản đầu tư tốt nhất và đó là khoản đầu tư ít rủi ro nhất. Chúng ta thường xuyên chọn lựa những món đầu tư như vậy. Chúng ta có thể đi chậm, đi chắc, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta luôn luôn sợ mất cơ hội. Đó là chúng ta đang sử dụng cái phần con trong mỗi người. Cái gọi là cái ham muốn để thành công nhanh, cái ham muốn để có lợi nhuận, cái ham muốn để tất cả mọi cơ hội đều phải của mình. Cũng giống như câu chuyện đàn ông của cả thế giới này là phải của mình, phụ nữ đẹp của cả thế giới này là phải của mình. Đó là sự tham lam của phần con. Nó không phải là bản chất hay là chìa khóa để đưa anh chị và các bạn thành công trong lĩnh vực đầu tư. Sự khác biệt cơ bản giữa người thành công trong đầu tư và thất bại trong đầu tư nó nằm ở điểm này. Cũng như sự thất bại hay thành công của một người nó cũng nằm ở điểm này. Nó cũng chính là điểm khác biệt cơ bản nhất trong cái việc là các hoạt động kinh doanh bên ngoài. Chúng ta có thể sai, làm lại, chúng ta có thể chỉ mất, gọi là mất công sức và thời gian, chúng ta có thể mất một chút tiền bạc, chúng ta có nhiều tiền làm đi làm lại, làm đi làm lại. Và nếu như chúng ta có rất nhiều tiền, chúng ta làm đi làm lại, làm đi làm lại thì chúng ta sẽ thành công. Nhưng trong đầu tư chúng ta sẽ không làm như vậy được, là bởi vì rất khó hoặc rất ít những người có rất nhiều tiền chia cái khoản tiền đó ra làm nhiều lần để chúng ta làm đi làm lại, thử nghiệm làm đi làm lại. Mà thường trong đầu tư, dù có rất nhiều tiền, chúng ta vẫn gặp phải tình cảnh đó là thuyền lớn thì sóng lớn, nhiều tiền thì mất nhiều, ít tiền thì mất ít. Do đó chúng ta phải phát huy tối đa, một lần nữa thắc nhắc lại, đó là chìa khóa của thành công trong đầu tư, đó là sự lựa chọn. Chúng ta phải lựa chọn đúng, chúng, phù hợp. Và đặc biệt chúng ta lại càng phải biết cách để buông bỏ những cơ hội không thực sự tích cực, không thực sự tốt và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chúng ta hoàn toàn có thể dừng giao dịch, ngừng đầu tư, ngừng các cái hoạt động kinh doanh của mình trong những lúc, trong những thời điểm thị trường có những cái dấu hiệu mà ai cũng nhìn thấy là nó tiêu cực, chứ không chỉ riêng chúng ta. Chúng ta đừng tham những cơ hội như vậy để dẫn đến rằng kết cục cuối cùng là đi một chặng đường dài chúng ta vẫn thất bại một cách thê thảm. Hy vọng rằng là những chia sẻ của Thắng trong một cái video liên quan tới việc sự khác biệt giữa những người thành công trong đầu tư và những người thất bại trong đầu tư trong buổi chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay giúp ích anh chị và các bạn. Đừng quên để lại cho Thắng một cái sự ủng hộ bằng việc ấn like cho video này, để lại bình luận và cảm nhận riêng của anh chị và các bạn để chúng tôi có thể xây dựng và tập hợp những dữ liệu làm tốt hơn trong những video tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.